16 tác dụng của cây rau bồ ngót phổ biến ở các miền quê. Rau ngót không chỉ là một loại rau nấu canh ngon mà còn được sử dụng như một vị thuốc với nhiều công dụng tuyệt vời như chữa sóc nhau, chữa chậm kinh, chữa tư lưỡi. Tuy nhiên, có một điều hết sức lưu ý là phụ nữ đang mang thai không được ăn rau ngót, nhưng khi sinh xong thì lại nên ăn nhiều. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm và tác dụng cụ thể của loại rau này nha. Thì đặc tính của rau bồ ngót là rau bồ ngót là một loại rau phổ biến, thông dụng trong bữa ăn của người Việt. Rau ngót rất dễ trồng, dễ sống và được trồng bằng thân, trồng ở mọi nơi. Vì vậy nên rau ngót thường trồng trong vườn, quanh bờ ao, dọc theo bờ rào. Rau ngót sinh trưởng nhanh và đặc biệt ít sâu bệnh, không phải dùng đến thuốc trừ sâu. Vì vậy rau ngót ăn rất lành và an toàn thực phẩm. Người ta sử dụng rau ngót để nấu canh với vịt, xương hay tôm. Hến đều cũng rất ngon và bổ dưỡng cho bữa ăn gia đình, lại thêm tác dụng giải nhiệt mùa hè. Người thể hư hàn kiên dùng, hoặc nếu dùng nên cho thêm mấy lát gừng. Thành phần dinh dưỡng của rau ngót. Rau ngót là loại thực phẩm lành, an toàn và có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Rau ngót rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ sau sinh, nhanh loại bỏ dịch bẩn ra khỏi tử cung. Rau ngót cũng có nguồn từ cung cấp chất xơ quý, giúp ruột tiêu hóa dễ dàng, có tác dụng chống táo bón và phòng xơ vữa động mạch. Lượng protein trong rau tươi có nói chung thấp, tuy vậy có nhiều loại rau người ta thấy một loại hàm lượng protein đáng kể như rau ngót với hàm lượng lên đến 5,3/1g. Vitamin C và vitamin A. Rau ngót có hàm lượng vitamin A và C cao hơn hẳn so với bưởi, cam, chanh. Đây là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, vận chuyển chất béo, điều chỉnh nồng độ cholesterol và miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C trong cơ thể là yếu tố cần thiết để vết thương mau lành và chống lão hóa, giúp cải thiện chức năng não. Vitamin A là cần thiết cho tăng trưởng, quá trình nhìn của mắt, chống nhiễm khuẩn và duy trì làn da khỏe mạnh. Cần lưu ý là vitamin C sẽ bị mất mát khi rau bị dập nát. Vì thế nên sử dụng rau tươi, nấu xong ăn ngay là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn lượng vitamin C trong rau. Theo đông y thì lá rau ngót có tính mát lạnh, ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc còn lợi tiểu, tăng tiết nước bọt, bổ huyết, cầm huyết, nhuận tràng, sát khuẩn, viêm, sinh cơ. Rễ bị hơi đắng, cả lá và rễ cây ngót đều có tác dụng với sức khỏe. Lá rau ngót chữa ban sởi, ho, viêm sỏi, sốt, tiêu độc. Rễ còn có lợi tiểu, thông huyết. Một số công dụng khác của rau ngót. Rau ngót có thể làm thuốc chữa một số bệnh như sau: chữa tư lưỡi cho trẻ em, trẻ bú mẹ có thể bị tư lưỡi do cặn sữa hoặc nấm gây đau, khó bú. Chữa sót nhau thai, bà mẹ sau khi sinh con, phụ nữ nạo khóa phá thai vì nguyên nhân nào đó mà nhau thai còn sót lại trong tử cung và gây nên nhiễm trùng. Bồi dưỡng sau đẻ, nhức xương, rau ngót nấu với xương lợn ăn nhiều lần trong ngày sẽ chữa nhức xương hiệu quả. Chảy máu cam, giải độc rượu, chữa nám da. Với phụ nữ mang thai cần lưu ý, rau ngót có chứa một lượng papaverine là chất gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung, có thể khiến chị em bị sảy thai. Do vậy phụ nữ có thai nên hạn chế ăn rau ngót để tránh những trường hợp không mong muốn. Rau ngót vừa có giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, rất tốt cho sức khỏe, vừa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và chữa một số bệnh. Vì thế rau ngót là một loại thực phẩm quý và một vị thuốc hiệu nghiệm. Bạn có thể bổ sung cho bữa ăn, bổ dưỡng và an toàn. Rau ngót thường mọc hoang trồng ở khắp vùng Việt Nam. Để lấy rau làm rau ăn, nấu canh, người ta chọn những cây 2 năm tuổi trở lên để làm thuốc. Rau ngót ngoài việc dùng để nấu canh còn được dùng làm thuốc chữa bệnh nhân gian. Tác dụng của rau ngót. Rau ngót chữa táo bón, đổ mồ hôi trộm ở trẻ em. Lá rau ngót 30g, bầu đất 30g, bầu dục lợn 1 quả mang nấu canh cho trẻ. Trị đái dầm. Lá rau ngót tươi dùng 40g rửa sạch, giã nát, chế thêm một ít nước sôi đun để nguội,
gạn lấy nước trong chia làm hai lần uống cách nhau 10 phút. Trẻ bị tưa lưỡi, lá bồ ngót tươi lấy mùi ram rửa sạch giã nát, vắt lấy nước, dùng bông thấm đánh lên lưỡi, lợi và vòm miệng trẻ. Sưng nhất bàn chân, giã nhỏ lá bồ ngót, thêm chút nước muối khoáng, đắp vào chỗ chân bị sưng nhất. Đau mắt đỏ gây nhức nhói khó chịu, dùng 50g lá bồ ngót, 30g lá dâu, 30g rễ cỏ xước, 30g rau má, 30g lá tre và 10g lá chanh. Tất cả đều tươi, sắc đặc, lấy nước chia làm nhiều lần uống trong ngày. Hôn mê do tai biến mạch máu não hoặc sốt xuất huyết, dùng 50g dung đất phơi khô, 200g lá bồ ngót phơi khô sao qua, 100g đậu đen, cho 4 chén nước vào sắc đến khi còn nửa chén, làm 2 lần uống, người bệnh không uống được thì đổ vào miệng. Chảy máu cam, lá rau ngót giã nhỏ, cho thêm đường và nước vào pha uống, phần bã bọc vào phải nhét vào mũi. Trẻ em sốt nóng, nhiệt độ tăng, lá bồ ngót rửa sạch, giã nát, lấy nước cho trẻ uống, phần bã đắp vào thớp. Nám da, xay sinh tố lá rau ngót uống mỗi ngày, hoặc có thể giã nát lá rau ngót, cho thêm một chút đường, đắp lên vùng da bị nám 2-30 rồi rửa sạch. Thanh nhiệt giải độc, dùng lá bồ ngót tươi, ép lấy nước uống hoặc nấu canh ăn. Hạ huyết áp, trong rau ngót chứa barbaverin có tác dụng chống co thắt cơ trơn, gây giãn mạch nên dùng để giảm huyết áp khá hiệu quả. Cũng áp dụng được cho cả người bị tai biến mạch máu não do nghẽn mạch, tắc mạch, người bị vơ sữa động mạch, mỡ máu cao. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Người bị tiểu đường thường phải ăn ít thức ăn chứa nhiều tinh bột như gạo, ngũ cốc. Ăn rau ngót giúp làm chậm quá trình hấp thu nhờ đường nhờ chứa thành phần insulin. Lợi sữa tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Rau ngót giúp lợi sữa giúp tăng lượng sữa nhờ hợp chất có tính estrogen, tốt cho phụ nữ sau sinh vì có công dụng giải độc thanh mát, vị ngọt, giảm cân. Trong 10g rau ngót chỉ có chứa 36 calorie nên khả năng sinh nhiệt thấp, ít lipid và lucid nhưng lại nhiều protein nên rất phù hợp với những người đang giảm cân, bị tiểu đường hay các vấn đề về tim mạch. Có thể nấu canh hoặc ép lấy nước uống mỗi ngày. Chữa cảm nhiệt gây ho suyễn. Trong rau bồ ngót chứa estrogen tốt cho người bị cúm hay ho suyễn, cải thiện đời sống tình dục cho nam giới. Rau ngót chứa hoạt chất estrogen có công dụng như một hóc môn sinh dục, giúp tăng hương phấn quan hệ, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Nhưng lưu ý khi sử dụng rau ngót cần phải tránh gây mất ngủ. Có báo cáo ở Đài Loan về việc uống nước ép rau ngót trong thời gian dài, từ 2 tuần đến 7 tháng sẽ gây ra tác dụng phụ là mất ngủ, khó thở và kém ăn. Tuy nhiên, triệu chứng này sẽ biến mất sau 1 ngày dừng sử dụng rau ngót. Gây sảy thai. Như trình bày trên thì do chứa hàm lượng barbarin cao có tác dụng làm co thắt cơ trên tử cung nên việc sử dụng rau ngót rất dễ sảy thai. Những phụ nữ đang mang thai thỉnh thoảng có thể dùng rau ngót nhưng không được thường xuyên. Thứ ba, gây cản trở quá trình hấp thụ phốt pho và canxi. Quá trình trao đổi chất của rau bồ ngót hình thành nên glucorotic có khả năng cản trở quá trình hấp thụ phốt pho và canxi có trong rau ngót và của các thực phẩm ăn kèm với rau ngót. Sau đây là những lợi ích, tác dụng và những điều nên tránh khi ăn rau ngót. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào.